Hello, chào mừng quay trở lại với Tokyo Camera. Dạo gần đây khi mà lướt qua các hội nhóm về flycam trên mạng xã hội cũng như là nói chuyện với một số người bạn làm nghề thì mình nhận thấy rằng là có một chiếc flycam tốt nhưng lại không được mọi người ưa chuộng, đó là chiếc DJI E3. Mình nghĩ rằng có lẽ mọi người đang bỏ qua một số cái điểm mạnh của DJI E3 mà quên mất rằng đây là một chiếc máy rất tốt và phù hợp với những người làm nghề. Vậy, hãy cùng mình điểm qua lại những điều mà khiến E3 trở thành một chiếc máy đầy hứa hẹn cho trải nghiệm của bạn nhé. Đầu tiên, DJI E3 sở hữu thiết kế khá to nhưng không quá nặng, chỉ 720g. Có nhiều ý kiến cho rằng với ngoại hình và trọng lượng này thì E3 không phải là sản phẩm quá tiện lợi để mang theo trong quá trình di chuyển. Tuy nhiên, đây không phải là một trọng lượng quá nặng của nhà DJI. Theo trải nghiệm của mình, mang theo E3 bên người cũng không quá khó khăn, giống như đang cầm theo một chiếc lens Sigma Art 24-70mm vậy. Trọng lượng của E3 cũng chính là điểm cộng lớn khi nó đi kèm với khả năng kháng gió 12m/giây. Một người bạn của mình đã chia sẻ rằng khi mượn con E3 của mình để bay vào những ngày gió lớn thì ổn định hơn con Mini 4 Pro mà nó sở hữu rất nhiều. Có một điều mà mình cực kỳ thích về DJI E3 đó là thời lượng pin lên tới 46 phút, một con số cực kỳ ấn tượng. Đây là chiếc máy có thời lượng pin lâu nhất trong các sản phẩm của nhà DJI. Thay vì tốn thêm tiền mua phiên bản pin Plus cho Mini 4 Pro để đạt được thời gian bay lâu như vậy thì bản thân E3 đã có sẵn rồi. Đối với mình là một người hay mang nhiều đồ công nghệ thì mình rất là thích những cái sản phẩm có pin trâu. Bên cạnh tất cả các yếu tố đó thì chất lượng camera vẫn là điều mà chúng ta quan tâm nhất. Theo như trải nghiệm của mình thì E3 với hai camera sẽ giúp bạn linh động và đem lại hình ảnh camera đặc biệt hơn các sản phẩm flycam có một camera khác. Nếu so với DJI Mini 4 Pro, một cái tên đang rất hot, thì E3 không hề thua thiệt vì cùng cảm biến CMOS 1:1.3 inch và góc lens chính với thông số là 24mm với khẩu độ là f1.7. Tuy nhiên, chiếc lens zoom 3x có tiêu cự 70mm với khẩu độ f2.8 của E3 khiến nó đa dụng hơn so với Mini 4 Pro mà lại rẻ hơn Mavic 3 khá là nhiều. Trong một vài trường hợp khi mà flycam của bạn không thể tiếp cận đủ gần thì chiếc lens này sẽ giúp bạn có được góc hình ưng ý mà chất lượng hình ảnh không hề bị giảm, và nó cũng giúp chúng ta bắt chọn những khoảnh khắc thú vị không ngờ tới khi mà chúng ta đang bay nữa. Đối với mình thì hai cam của E3 hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của những người làm nghề tầm trung hoặc là những người chơi giống như mình. Còn ba cam của Mavic 3 Pro thì mình cũng rất là thích, nhưng mà tầm sáng của nó lại vượt quá khả năng của mình. Còn đối với Mini 4 Pro, nó nhẹ hơn, rẻ hơn. Tuy nhiên thì nó lại không có camera tele mà mình cần, và nó cũng không có màu đen nữa. Cầm con E3 này trông ngầu hơn hẳn mà nhỉ. Tổng kết lại, DJI E3 là một chiếc máy tốt, đáng sử dụng và là khoản đầu tư thích đáng cho những người làm nghề. Ok, về nội dung video đến đây thôi. Đừng quên để lại cho chúng mình những lượt like, subscribe và comment ý kiến của bạn ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.